Tổng thống Biden tuyên bố Nga không bao giờ thắng ở Ukraine, ông Trump cảnh báo Tổng thống Biden châm ngòi Thế chiến 3. Kiev mạnh mẽ, đáng tự hào, sẽ tiếp tục vươn lên và duy trì độc lập, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, ngày 21 tháng 2. Chắc chắn sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không dao động, NATO sẽ không chia rẽ và chúng tôi không mệt mỏi. Ông Biden thêm rằng lãnh đạo Nga phải đương đầu với ý chí sắt đá của Mỹ và các nước khác, những người không chấp nhận thế giới bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Chiến trường Ukraine sẽ không bao giờ trở thành chiến thắng dành cho Nga, Tổng thống Mỹ cho hay. Những bình luận của ông Biden được đưa ra vài giờ sau thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Mỹ bác bỏ những cáo buộc của ông Putin về phương Tây. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng chính sách của người kế nhiệm Joe Biden về Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3. Nếu theo dõi và hiểu các động thái của ông Biden về vấn đề Ukraine, bạn sẽ thấy ông ấy đang vô tình đẩy chúng ta đến một tình thế sẽ sớm biến thành Thế chiến thứ 3. Điều này thật điên rồ làm sao, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm nay nhắc đến người kế nhiệm Joe Biden. Khi phát biểu trước người ủng hộ tại một sự kiện ở bang Florida tối cùng ngày, ông Trump nhấn mạnh nếu tái đắc cử, ông sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận trong vòng 24 giờ, ông nói, nhưng không nêu cụ thể. Một chính trị gia ở Pháp bày tỏ sự quan ngại tương tự với ông Trump, Florian Philippot, lãnh đạo đảng đối lập cực hữu Patriot, cuối tháng 1 cảnh báo chiến lược hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3. Marine Le Pen, lãnh đạo đảng đối lập mặt trận quốc gia Pháp, cũng có chung quan điểm. Ngoài ra, các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden ưu tiên Ukraine hơn các vấn đề trong nước khi quyết định đến thăm Kiev. Chuyển sang...